triệu đồng dù thẻ ATM còn nằm trong túi. Mất 129 triệu đồng dù thẻ ATM đang được ngân hàng giữ. Mới đây nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, chỉ trong vòng một đêm đã có khoảng 400 tài khoản ATM do ngân hàng Agribank phát hành đã bị kẻ gian hack và rút ra một số tiền lớn. Thưa quý vị, thẻ tín dụng, thẻ ATM là một trong những phương tiện hữu ích và phổ biến nhất của ngành ngân hàng trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, cùng với sự lớn mạnh của các ngân hàng bán lẻ, lượng người dùng thẻ cũng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khá lơ là về những cảnh báo an ninh khi sử dụng. Điều này đã tạo kẽ hở cho kẻ gian đánh cắp thông tin cũng như là tiền của mình. Hàng loạt tài khoản ATM bị mất tiền vô cớ trong thời gian qua đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho người tiêu dùng về mối họa tiềm ẩn này mà không phải ai cũng nắm rõ. Liên tiếp những vụ việc tài khoản ATM bị bốc hơi đang khiến cho nhiều người lo lắng. Vụ việc chỉ được vỡ lẽ đầu tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ 5 đối tượng sử dụng thiết bị điện tử đánh cắp thông tin, làm giả thẻ ATM của 80 người trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Thủ đoạn của bọn tội phạm này là giả vờ vào các trụ ATM để rút tiền, sau đó chúng dùng thiết bị quay lén để đánh cắp thông tin và dựa vào các hóa đơn của khách hàng bỏ lại. Sau đó chúng phân tích các dữ liệu thu thập được rồi làm giả thẻ ATM để rút tiền của chủ thẻ. Đa phần các vụ mất tiền trong thẻ ATM gần đây thường theo phương thức ATM skimming, đánh vào tâm lý chủ quan của một số người vẫn còn lơ là, mất cảnh giác khi sử dụng thẻ ATM, tạo điều kiện cho bọn tội phạm đánh cắp thông tin, mã PIN, số tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, một hình thức khác cũng khá phổ biến hiện là tin tặc đánh cắp thông tin tài khoản online thông qua mã độc, theo dõi khách hàng qua mạng Internet của chủ thẻ. Hình thức phạm tội công nghệ cao này thường khó kiểm soát và mang đến hậu quả to lớn hơn cho cả ngân hàng và chủ thẻ. Không thể nào tiền không cánh mà bay. Chắc chắn phải có kẻ gian lợi dụng sơ hở nào đó để trộm tiền. Bởi theo các chuyên gia, hiện nay từ khâu phát hành thẻ cho đến khâu sử dụng thẻ ở Việt Nam có rất nhiều khả năng sơ hở mà kẻ gian có thể lợi dụng rút tiền. Cũng như việc người tiêu dùng để tiền trong túi của mình vẫn có khả năng xảy ra mất trộm, cướp giật. Chỉ có điều khi khách hàng sử dụng thẻ, nếu theo sát hướng dẫn của ngân hàng thì sẽ hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro. Nhất là mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm, đó là nếu không do lỗi của mình thì chủ thẻ sẽ được hồi hoàn trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả tra soát khiếu nại. Trên thực tế, các hệ thống ATM bản chất cũng là các hệ điều hành nên vẫn có thể tồn tại lỗ hổng mà hacker có thể khai thác được. Trong khi chờ đợi hệ thống các ngân hàng và tổ chức tài chính cần hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro, thì cách phòng chống hữu hiệu nhất từ những người sử dụng thẻ. Bởi đôi khi, chính sự chủ quan như sử dụng những thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, số điện thoại để làm mật khẩu hay cho mượn thẻ thanh toán cũng vô tình tiếp tay cho hacker lợi dụng thực hiện chiếm đoạt tiền trong tài khoản ATM. Nhiều vụ việc đánh cắp thông tin tài khoản ATM để trục lợi đã bị phanh phui. Nhiều đối tượng đã phải trả giá đắt về hành vi vi phạm của mình. Thế nhưng con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc, tăng cường kiểm tra xử lý, riêng người dân sử dụng thẻ ATM cần phải đề cao cảnh giác. Khi giao dịch, người dùng thẻ nên dùng tay che khi nhập mã PIN, số tài khoản, ngay cả khi máy có trang bị sẵn bàn phím trắng. Khi in các bản sao kê nên giữ lại hoặc đem về nhà thiêu hủy, chứ không nên bỏ lại các trụ ATM. Quan sát những dấu hiệu bàn phím nhô cao hơn hay là khó thao tác khi đưa thẻ vào khe. Thường xuyên thay đổi mã PIN khi giao dịch rút tiền và báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, mật mã truy cập phải khó đoán, thay đổi thường xuyên. Không nên sử dụng các tính năng lưu mật mã để đăng nhập tự động cho các lần sau. Nếu nghi ngờ, người dùng nên lập tức dừng giao dịch và báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Bị mất tiền trong thẻ ngân hàng là điều không ai muốn. Tuy nhiên, nếu bỗng một ngày bạn nhận được tin nhắn từ tổng đài ngân hàng và số tiền trong thẻ biến mất, dù bạn không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy bình tĩnh, thực hiện ngay các bước mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi để có thể bảo vệ chiếc thẻ cũng như là ngân khố của mình. Góc chị đa chiều đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.